sáng rồng vòng tay nổi tiếng mê ở bàn. Hồi thi đã mờ có bạn về vui lại càng vui, câu hát ngành nghi hoa cầu hò rằng nhiều tình sâu nặng tầm máu bờ lũ năm tháng chẳng phải mâu. Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An sinh ra và lớn lên trên mảnh đất xứ Nghệ yêu thương, nơi câu ví dặm được viết nên trong nắng lửa bão giông mà mãi tới hôm nay vẫn say đắm lòng người. Trải qua bao thăng trầm lịch sử, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã trưởng thành lớn mạnh, khẳng định được giá trị thương hiệu uy tín trong chất lượng khám và chữa bệnh, được nhân dân không chỉ trong tỉnh mà trong cả nước tin yêu. Và thế hệ trẻ hôm nay của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa đang ra sức học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, rèn luyện y đức theo lời dạy của Bác Hồ để có đủ khả năng thực hiện những kỹ thuật bậc cao của y học hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Và chúng tôi đã thành công trong can thiệp tim mạch, can thiệp thần kinh, phẫu thuật tim hở, ghép thận và đặc biệt là thụ tinh nhân tạo. Chúng tôi vừa đón đứa trẻ thứ 100 ra đời từ phương pháp này. Đó là một bước đơn mới, khẳng định vị thế của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Đến với hội thi hôm nay, đội tuyển của chúng tôi là những bác sĩ, những điều dưỡng viên, những cán bộ công nhân viên của bệnh viện. Mỗi người một cương vị, mỗi người một nhiệm vụ, nhưng tất cả cùng chung một khát vọng mang tới hội thi thông điệp: thầy thuốc phải thay đổi để ngành y có bước phát triển mới, diện mạo mới, hướng tới sự hài lòng người bệnh. Hãy làm tất cả những gì có thể với lương tâm và trách nhiệm của người thầy thuốc đối với người bệnh để trả lại cho cuộc đời ánh sáng, nụ cười, niềm tin và tiếng hát. Chúc hội thi của chúng ta thành công! Anh không,
Lạc Huyền, cho em có về khoa cấp cứu với anh không? Em nó về khoa cấp cứu với anh không? Cho răng rửa em ơi. Răng gì nữa, áp lực công việc đẻ ra áp lực tinh thần, rồi dư luận xã hội, tất cả đổ dồn vào hai chữ trách nhiệm. Mà chưa hết, lại còn bao nhiêu chuyện nữa chứ. Đó là vấn đề muốn thổ mà em. Thôi thôi, uống cốc nước đấy cho nó hạ hỏa cái đời này. Ông muốn mà hạ. À, mà này, em khen cho anh rành tay. Khi mỗi em gặp anh, em thấy anh hát, cũng thấy anh cười, cứ như là nghệ sĩ ấy. Em quên rồi à? Rằng anh sắp tới đấy có buổi liên hoan văn nghệ chào mừng ngày thành lập công đoàn đấy. Tuổi trẻ thì phải yêu đời lên chứ. Rửa thì anh chuẩn bị mà tham dự chứ nữa. Cả khoa không chờ vào anh, vì anh là cây văn nghệ xuất sắc nhất mà. Thật á? Ừ. Rửa em nghe anh hát đoàn coi có được không nhá. Anh hát đi em. Cho anh xin tình nhạc mô. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để trước người đẹp, bao giờ cảm xúc của anh cũng thắng hóa thế đâu em ạ. Còn em á, thì lại ngược lại, công việc ở khoa cấp cứu làm lúc này thắng thiên anh ạ. Chỉ mà tiêu cực cái rồi em ơi. Anh à. Ừ. Ta trực tối hôm qua, có lẽ không bao giờ em quên được. Sao vậy em? Đêm hôm qua, khoảng 1 giờ sáng, có một ca cấp cứu vào. Bệnh nhân là một nam thanh niên, xăm cổ đầy mình, trên người có nhiều vết chém ở đầu và vai, kéo theo là một đám bầm trơn, xông thẳng vào buồng cấp cứu, nói như ra lệnh: các bác sĩ đâu, các bác sĩ đâu, các người cấp cứu cho đại ca của chúng tao nhanh, nếu chậm trễ nó không xong đâu đây. Chỉ cho trường hợp này anh gặp nhiều lần rồi đó em ạ. Nhưng mà hôm qua họ vào đông lắm anh ạ. Ừ. Mùi rượu phả ra cả mặt lên em sắp ngất đi được. Ừ, rồi sao nữa em? Một người thì vừa chỉ tay vừa nói: tiếng cấp cứu nhanh lên. Một người này cũng vừa chỉ tay vừa nói: trên máu đi, hết máu rồi đó. Một người này thì vừa dòa, vừa chửi. Một mớ ấm thanh hỗn loạn, náo nhiệt cả khoa. Nhưng bọn em vẫn nhẹ nhàng. Dạ thưa các anh, chúng tôi sẽ làm tất cả những gì tốt đẹp nhất cho người bệnh. Bây giờ mời các anh ra ngoài phòng chờ để chúng tôi tiến hành cấp cứu cho bệnh nhân. Anh biết con nói răng không? Con nói răng em? Không được, chúng ta phải để cảnh chứng. Điều này cả cho, có mình hề chí cho chúng mày cũng tuột luôn. Ui, ghê thật á, rửa đoàn à, em có sợ không em? Sợ chứ răng sợ. Nhưng mà cả kịp trực vẫn cứ bình tĩnh, nhẹ nhàng xử lý. Máy mà mọi chuyện diễn ra tốt đẹp anh ạ. Anh thấy nhà em có tài không? Tuyệt vời, năm mô ăn. Thế mới là nhân viên khoa cấp cứu chứ. Nhưng mà tổn thọ mất mấy tuổi rồi anh ạ. Thôi con trai rồi đó. Cái anh đi. Ôi dạ, chào bác ạ. À. Chào bác, có việc chi thế hả bác? Gì, có việc thì ta mới đến đây chứ. Ở trên thông thủ Quế Phòng chứ cũng phải gần đây mô. Dạ, dạ thế bác có việc gì cần chúng cháu giúp ạ? À? Ồ, ta bị đau cái bụng suốt mấy ngày nghỉ rồi. Ăn cũng không được, mà cho ra cũng không xong. Cái bụng dữ, hắn cứ căng tròn ra đây này. Đã mời ông thầy mộ cúng cái con ma rồi, mà nó có khỏi đâu. Dạ. Ta nghe nói bệnh viện Hữu Nghị Đa Khoa Nghệ An chữa được, nên ta đến đây nhờ các bác sĩ chữa cái bụng cho ta. Dạ. Dạ được bác ạ. Thế bác có giấy tờ gì không ạ? Giấy tờ? Chứ đâu thì ta đi chứ giấy tờ chi? Chứ bây giờ là không có giấy tờ là không khám bệnh cho ta. Dạ không phải đâu ạ. Không có giấy tờ vận khám bác ạ. Đấy thủ tục anh chỉnh thôi bác. Dạ mời bác vào tất cả bác nhá. Không có giấy tờ vận khám bác ạ. Có rồi chứ. Các em đưa bác vào trong khám đi. Dạ, dạ vâng ạ. Ui, bác sĩ nhớ khám cho ta kỹ kỹ chứ. Đau cái bụng mà không uống được rượu. Không uống được rượu là ta buồn lắm. Dạ bác yên tâm ạ. Kể từ ngày nhận trưởng tua cấp cứu, công việc của người phụ trách thật là phức tạp. Bởi bệnh nhân vào khoa cấp cứu là những bệnh nhân nặng, ranh giới giữa sự sống và cái chết thật là mong manh. Và cũng chính cái mong manh ấy tác động lên sinh hoạt hàng ngày của người thầy thuốc, dẫu vô hình mà nặng nề biết bao. Cao thượng hay thấp hèn, trung thực hay giả dối, không phải dễ dàng nhận biết được đâu. Tiếng còi xe cấp cứu đã trở nên âm thanh quen thuộc, mà sao mình vẫn cảm thấy bất an? Chỉ khi bệnh nhân của mình được an toàn, mình mới cảm thấy nhẹ nhõm.
nhưng đôi lúc cũng vì kinh phí mà mình đành bó tay. Anh khỏi lo, anh sẽ có tiền, rất nhiều tiền là đằng khác, không chỉ cho bệnh viện mà cho cả riêng anh nữa. Chào anh, nhưng anh là ai? Tôi là ai ấy? Con trai tôi đang bị tai nạn, vừa đưa vào phòng cấp cứu. Chỉ cần anh hết lòng cứu chữa cho nó, rồi anh sẽ biết tôi là ai. Dạ báo cáo anh. Có việc gì đó em? Có một trường hợp nam thanh niên 19 tuổi bị tai nạn giao thông vừa đưa vào, tình hình nghiêm trọng lắm anh ạ. Bệnh nhân đã chấn thương, sốc mất máu, đang nguy hiểm đến tính mạng. Trời ơi, nguy hiểm đến tính mạng à? Bác sĩ ơi, hãy cứu lấy con tôi. Anh bình tĩnh để nó là đứa con duy nhất của vợ chồng tôi. Em, xin anh. Ngân hàng máu trời con ơi, em. Khổ lắm con ơi. Bệnh nhân này nhóm máu AB Rh âm, hiện tại ngân hàng không còn nữa. Anh Kiên, em cùng nhóm máu với bệnh nhân này, nếu cần thì. Nhưng em vốn cả chỉ số cân nặng không đủ. Hơn nữa, em vừa mới cho máu tuần trước cơ mà. Nhưng mà tình hình nguy cấp lắm rồi, chậm trễ sẽ không kịp nữa. Tính mạng của bệnh nhân là trên hết. Anh, em còn trẻ mà, anh đừng lo. Rồi, đang, em vào làm thủ tục cấp máu cho bệnh nhân. Dạ. Cả kiếp trước, vào việc. Trời ơi, đổ hết cả rồi. Hãy cứu con tôi. Ai cứu con tôi? Ai cứu con tôi? Bác sĩ ơi! Bác sĩ ơi! Dạ báo anh, có một trường hợp cấp cứu mới vào. Bệnh nhân không có giấy tờ tùy thân, không có người nhà anh ạ. Được rồi. Được rồi, đưa thẳng bệnh nhân vào phòng cấp cứu tái xử. Dạ vâng ạ. Bác sĩ Hùng, tiếp nhận dùng tôi cái này. Dạ anh. Anh ba, không biết ca tai nạn giao thông con của đại gia có qua được không anh hề? Em yên tâm đi, bác sĩ Kiên là một bác sĩ giỏi tại cái khoa cấp cứu này, rất nhiều ca nặng đã được anh ấy cấp cứu thành công rồi đó em ạ. Em cũng tin là như vậy anh ạ. Anh Kiên tình hình thế nào rồi anh? Ổn rồi. Anh có mệt lắm không anh? Cũng bình thường em, công việc hàng ngày em ạ. Dạ. Anh Kiên, bác sĩ Kiên. Kìa anh, gia đình chúng tôi ngàn lần cảm ơn bác sĩ. Chính vì sự tận tụy hết lòng vì người bệnh của người thầy thuốc nơi đây, và chính những giọt máu nghĩa tình đã dạy cho tôi một bài học ở đời. Không phải cái gì cũng giải quyết bằng tiền, vì tiền nó không là tất cả. Chính các anh đã làm thay đổi nhận thức của tôi về hình ảnh người thầy thuốc của Bệnh viện Hữu Nghị Đa Khoa Nghệ An. Anh Kiên, bác sĩ Kiên, ngàn lần cảm ơn anh. Anh à, bây giờ cháu đã qua cơn hiểm nghèo, anh hãy phải đóng chăm cháu nhé. Cảm ơn anh. Cảm ơn các bác sĩ. Dạ vâng ạ. Ôi, các bác sĩ ơi, ta cảm ơn. Chào bác. Ta cảm ơn, các bác sĩ giỏi quá. Mới chưa có hồi mà cái bụng của ta nó khỏi rồi. Từ nay có bệnh ta không cúng còn mà nữa, ta đến bệnh viện thôi. Bác ơi, có bệnh thì bác nhờ đến trăm xá, đến bệnh viện bác khám bác nhá. Thôi, ta về. Lần này về, ta nói với dân bạn, bác sĩ đã dặn rồi, không được uống rượu. Uống rượu là đau cái bụng, phải đi hát, đi múa như các bác sĩ đây này. Thôi, ta về cho kịp xén chè cuối rồi, ta về nhá. Ôi, phải hơn. Các bạn ạ, ở khoa cấp cứu là nơi đầu tiên tiếp xúc với bệnh nhân nặng. Ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ là sở chỉ mong manh. Và cái ranh giới mong manh ấy rất cần một tâm hồn trong sáng, một tay nghề giỏi, một trái tim dạt dào yêu thương của người thầy thuốc ở nơi đây. Để tiếng hát vang lên, để niềm tin kết nối trái tim mọi người đến gần nhau hơn, có phải không anh Kiên? Đúng, hãy làm tất cả những gì có thể với lương tâm và trách nhiệm của người thầy thuốc đối với người bệnh. Phải luôn nhớ lời dạy của bác Hồ, lương y phải như từ mẫu. Hãy xứng đáng với truyền thống tốt đẹp của Bệnh viện Hữu Nghị Đa Khoa Nghệ An.